Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2018, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ công bố khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam Nhật Bản. Ông Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Trần Quốc Trung, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thành ủy Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành và doanh nghiệp Nhật Bản đến dự. Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam Nhật Bản có diện tích giai đoạn 1 30 ha, nằm trong khu công nghiệp Logistics Hưng Phước 1 cụm A do Quỹ đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư. Đây là khu công nghiệp hiện đại với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các ngành nghề được ưu tiên khuyến khích sản xuất kinh doanh gồm điện điện tử, tinh học, cơ khí, dược phẩm. Quỹ đầu tư phát triển thành phố cũng được giao nhiệm vụ xây dựng trước mắt 30 căn hộ đạt tiêu chuẩn tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng nhằm đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho các chuyên gia Nhật Bản. Tại buổi lễ, ông Võ Thành Thống, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ bày tỏ mong muốn đón tiếp các nhà đầu tư Nhật Bản đến với thành phố Cần Thơ, qua đó nhằm đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân và các doanh nghiệp Việt Nam Nhật Bản. Thay mặt chính quyền thành phố Cần Thơ, tôi cam kết với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các bạn sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất. Với ưu thế sẵn có cùng các chính sách khuyến khích đầu tư của thành phố, khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.